Robert Phúc xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì hôm nay Phúc làm clip thư giãn, câu cá giải trí. Thì Phúc sẽ làm clip này trong vòng khoảng 12 phút để xem trong 12 phút thì Phúc sẽ câu được bao nhiêu con cá rô bí, cá rô đồng. Chúng ta sẽ bắt đầu. Phúc câu bằng mồi ong nha quý vị, mồi nhộng ong. Nhộng ong thì rất là khó tìm. Bỏ xuống nó hơi bị lâu chút. Rồi cái đầu tiên hụt lấp. Cái này thì nó khó khăn cái là chỗ móc mồi thôi, móc mồi nó hơi lâu. Còn cá dưới đây cá rô đồng quá trời. Cá rô đồng mùa này nó cũng chưa được lớn. Cái thứ hai chặt lấp. Vậy là để xem trong 12 phút câu được bao nhiêu con cá. Trong 12 phút, thử thách trong 12 phút sẽ câu được bao nhiêu con cá rô đồng. Thì sau này Phúc sẽ về dưới U Minh, U Minh Thượng, U Minh Hạ làm một cái ký sự về câu cá rô. Chờ đợi tình hình dịch bệnh nó ổn định cái là Phúc đi câu cá rô đồng. Đây con đầu tiên nha quý vị. Cá rô bí. Cá rô này rất là sạch. Chúng ta ví dụ về mà chiên xù kho tiêu thì chỉ cần rửa qua nước muối, ngâm nước muối khoảng chừng 5 đến 10 phút là cho nó nha. Hết cái chất dơ là được à. Con đầu tiên. Con thứ hai không được. Chưa. Tổn hết 4 miếng mồi mà mới được có con đầu tiên à. Thử thách trong 12 phút sẽ câu được bao nhiêu con cá rô đồng đây. Trời cá rô lớn tới này. Đây con thứ hai. Con thứ hai thưa toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với lại clip thư giãn câu cá giải trí của Robert Phúc. Thử thách trong vòng 12 phút sẽ câu được bao nhiêu con cá rô đây. Trời nó dính cái cây này rồi. Hôm nay Phúc đi câu cùng với lại đứa cháu của Phúc. Con thứ ba. Con thứ ba thưa toàn thể quý vị và các bạn. Rất nhanh. Rất nhanh. Mấy phút rồi con? 2 phút rưỡi rồi. Chưa được 3 phút mà đã con thứ ba rồi. Nó chậm cái lâu nó móc mồi thôi, móc mồi. Chứ còn cá cắn câu với lại gỡ cá thì nó nhanh. Con thứ tư không được. Trời nó vướng cái. Chưa được luôn. Nó móc mồi nó hơi lâu quý vị. Chúng ta câu cá rô đồng thì có hai cái loại mồi nó nhạy nhất. Đó là cái mồi kiến vàng, trứng kiến và cái mồi đặc biệt đó là mồi nhộng ong. Nó mồi nhộng ong mà Phúc đang câu đây. Mồi nhộng ong thì chúng ta không cần nhử mồi. Còn thứ tư. Còn thứ tư thưa toàn thể quý vị và các bạn. Cái này chắc là một phút một con quá. Thử thách trong vòng 12 phút nha quý vị. Clip giải trí câu cá rô đồng của Robert Phúc. Mọi người yêu thương Robert Phúc thì hãy chia sẻ like và để lại bình luận. Con thứ tư, con thứ năm không được. Được 4 con rồi. Thì sau này Phúc sẽ là đi về miền Tây, về rừng U Minh, U Minh Thượng hay U Minh Hạ gì đó. Và sẽ ở trong rừng đó khoảng 1 tháng làm một cái ký sự về câu cá rô đồng. Con thứ năm. Con thứ năm thưa toàn thể quý vị và các bạn. Cứ trung bình một phút là một con đi. Chậm nhất là cái móc mồi thôi. Mùa mưa này mà cá rô đồng, cá rô bí này mà kho tiêu hoặc là kho tiêu ăn với cơm nóng hoặc là ăn cơm với cơm nguội cũng được. Nếu mà dành cho dân nhậu thì chiên giòn, chấm mắm me cùng với một số rau như là lá chùm ruột, lá cách, lá cóc, lá xoài non thì là nhức nách. Không được, trời ơi nó kéo phao dữ mà rật lấp. Chưa được 5 phút mà được 5 con rồi. Chưa được 5 phút mà được 5 con. Nó chậm nhất là cái lúc móc mồi thôi.
chúng ta sẽ chờ đợi con thứ sáu chăng. Bỏ mồi xuống. Con thứ sáu thưa toàn thể quý vị và các bạn. Clip này clip giải trí nha quý vị. Sau những ngày lao động mệt nhọc thì chúng ta giải trí bằng cách câu cá rô đồng. Rất tuyệt vời. Trẻ em thành phố hay người lớn ở thành thị cũng nên trải nghiệm về quê, về vùng sông nước, đồng bằng để câu cá rô. Trong cái việc câu cá thì mọi cái khó khăn về công việc, mọi cái đau đầu về công việc thì chúng ta tạm thời bỏ qua. Cá mà nó cân câu giật lên là một cảm giác rất là sướng. Con thứ bảy chăng? Con thứ bảy không được rồi. Được bao nhiêu phút rồi con? 6 phút. 6 phút mà được 6 con, đó trung bình 1 phút là một con. Ngồi 1 tiếng thì được 60 con. Cái móc mồi nó chậm thôi, chứ còn cá giật lên thì nó thoải mái. Con thứ bảy. Trong 12 phút thử coi maximum được bao nhiêu con. Trong 12 phút nha quý vị. Thì trước đây Phúc cũng lầm lỡ ăn chơi cờ bạc cá tác, rồi cũng đi bụi đời một thời gian, nhưng mà bây giờ thì đã tỉnh ngộ rồi. Giờ làm lại từ con số 0, bắt đầu từ lại vạch xuất phát. Nói chung nó cũng khó khăn. Rồi nó dính cái cây. Cái đầu nó nặng lắm. Cũng cố gắng vượt qua khó khăn để làm lại từ đầu. Được 7 con rồi nha quý vị. Còn thứ 8 không? Không được. Cá thì đây, cá ở khu vực này thì rất nhiều. Đây là cá đồng hoàn toàn, cá tự nhiên. Đây là cá tự nhiên nha quý vị. Bây giờ câu cá rô đồng nó cũng khó khăn lắm. Trong các ruộng lúa thì người ta đã dùng thuốc trừ sâu, cho nên cá nó cũng dần dần hết rồi. Giờ tìm ra một địa điểm câu cá rô nó cũng rất là khó. Quý vị và các bạn có điều kiện hãy trải nghiệm du lịch cùng với gia đình bằng cách đi về miền Tây, sông suối, đồng ruộng để câu cá rô. Còn thứ 8, cá rô này cá rô bí. Còn thứ 8 nha quý vị. Chỗ này thì thấy cá lớn nó tới rồi mà cá bé nó nhiều quá. Cá lớn nó ăn không kịp với cá bé. Còn thứ 9. Rồi rớt xuống lại đấy. Rồi. Như vậy là vẫn chưa tính con đó là con thứ 9, mới con thứ 8 thôi. Dạng như là bàn thắng không được công nhận, công nghệ va đã can thiệp. Lên tới nơi rồi rớt xuống. Công nghệ va đã can thiệp. Thì câu cá cũng có công nghệ va nè, thấy thưa chưa quý vị? Mấy phút rồi con? 9 phút. 9 phút. Đáng lẽ là 9 con. Đấy, còn thứ 9. Cứ trung bình là 1 phút là một con à. Chậm nhất là cái công đoạn móc mồi thôi. Còn gỡ cá rất là nhanh. Con canh cho Út 12 phút thôi nha. Chặt lắc rồi. Công đoạn móc mồi nó hơi lâu thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi con thứ 10 chăng?
Không được. Dịch nó hơi mạnh. Số 10 hơi khó khăn đây. Chờ đợi con thứ 10. Con thứ 10 đã lên. Nằm 12 phút báo út nha. Được 10 con rồi quý vị. Mười một con. Mười hai không được, trời ơi. Chút xíu nữa thì đã được con thứ 12. Rất đáng tiếc. Chờ miếng mồi này. Mười hai thưa quý vị và các bạn. Chưa được 12 phút đã được 12 con. Rất tuyệt vời. Chờ đợi con thứ 13. Con thứ 13. Số 13 theo phong thủy của người phương Tây á thì nó không thực sự đẹp. Cho nên phải kiếm con số 14 coi. Số 14. Chưa được luôn quý vị. Gần hết giờ cho con. 10 giây rồi, 12 phút 10 giây. Từ từ đi. Như vậy là qua cái mốc 12 phút mà Phúc câu được 13 con. Chúng ta có thể tính ra trung bình là 1 phút 1 con. Và đây là con thứ 14 nè quý vị. Đây là con cá thứ 14. Như vậy là Robert Phúc vừa trải qua 12 phút thử thách để câu cá rô đồng, cá rô bí và hoàn thành được 13 con. Trung bình 1 phút 1 con. Thì Phúc xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã đăng ký kênh, theo dõi kênh. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy Phúc làm clip hay, vui vẻ, cuộc sống thiên nhiên nó tốt đẹp thì hãy thương tình like, chia sẻ và để lại bình luận, chúng ta cùng thảo luận và có nhiều cái thú vui cho cái cuộc đời này nó tốt đẹp hơn. Một lần nữa, Robert Phúc xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi clip này. Kính chúc toàn thể quý vị và các bạn một ngày thật dồi dào sức khỏe và gặp thật nhiều niềm vui. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.